100 tờ là 150 triệu hả? 50 triệu. Là của chồng em rủi lộn. Đi ra đi bà ơi. Ủa, cái này là sinh nhật là bằng bạc nha, còn cái đám cưới là vàng. Ủa, cái cưới là hồng. Chấn động. Cái cưới hả? Ôi, hôm nay
chứ cứu luôn. Keo, keo thì mới từ Thái Lan về nè. Đó, keo luôn nha. Keo này ủa, áo này là áo của Thái luôn nè. Đúng rồi. Trời ơi, sao đây tươi quá chị. Đó, Mina tới công chuyện. Đúng rồi.
Ở bên của mình nha. Ở bên của mình nha. Không, bây giờ Đài Loan qua châu Phi điểm bao nhiêu tờ nữa? Ok nha. Đây đang cầm phụ cho. Ủa gì vậy? Bây giờ quấn vô cổ rồi đó. Cầm vô cho nó. Điểm nha. Ôi, ôi, à, gì đâu? Chồng chịu quá vậy? Hay đâu? Điểm, điểm, điểm. Quá trời luôn rồi. Điểm nha. Chụm lại. Hai đứa đưa em điện thoại cho. 24, 23 rồi em thiếu tiền. Nhiều vậy? Đấy, nhiều quá rồi đó. 26, 27, 28. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Ủa vậy? 100 tờ. 100 tờ là 150 triệu hả? 50 triệu. Rồi đâu bút tiếp cho nó gọi. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place.